Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Quý vị hôm nay là ngày 23 tây tháng 11 năm 2021. Ngày hôm qua Ngọc có chia sẻ một video và video này nhận được rất là nhiều phản hồi đóng góp và nói chung là những cái phản hồi đóng góp thì Ngọc cũng cảm ơn rất là nhiều Tại vì trong cái mùa lễ này ai cũng bận rộn với gia đình của mình Nhưng mà quý vị cũng vẫn coi kênh của Ngọc và vẫn dành thời gian để lại comment Thì Ngọc rất là trân trọng cái điều này à, Trên một số cái bài báo họ chia sẻ là hiện giờ cái gói 1.750 tỷ này Nó có 80 tỷ cho bên sở thuế IRS Người ta audit rất là nhiều hồ sơ thuế Nó sẽ ảnh hưởng đến những cái hồ sơ thuế là có cái AGI dưới 75.000, thậm chí là rất nhiều hồ sơ thuế có cái AGI dưới 20.000. Đó. Nó đi ngược lại với cái sự phân tích của Đảng dân chủ, họ nói rằng là chỉ ảnh hưởng nhiều đến cái hồ sơ thuế là 200.000 trở lên hoặc là thậm chí trên 400.000 mỗi năm. Thì À, Ngọc có chia sẻ về cái việc là audit và nó sẽ ảnh hưởng đến những cái hồ sơ thuế mà có cái nguồn income mà họ không có khai đủ đối với khai thiếu, trốn thuế hoặc là gian lận thuế, đặc biệt là những cái ngành nghề, những cái công việc mà mình kiếm được từ những cái nguồn là cash income là tiền mặt đối với hoặc là những cái công việc có những cái nguồn income ngoài luồng, under table, thì bên sở thuế họ có điều tra được hay không? Thì có một số ý kiến các anh chị nói rằng á, là họ muốn điều tra là họ sẽ điều tra được. Và Ngọc cũng xin chia sẻ những cái bài báo cũng như là những cái ý kiến mà anh chị chia sẻ đó. Thì Ngọc thì thật sự là Ngọc chỉ hiểu chung chung về thuế thôi. Chứ Ngọc không có làm thuế nha quý vị nha. Ngọc không phải là CPA. Thì Ngọc biết tới đâu, Ngọc chia sẻ tới đó. Thì một số bài báo và một số anh chị nói rằng á, là bên IRS người ta muốn điều tra thì người ta có thể là điều tra cái lối sống, cái lifestyle, cái công việc của mình ra khỏi nhà mấy giờ, đi về mấy giờ, đi đến đâu, làm những gì và cái income của mình khai báo nó có đúng hay không và người ta thậm chí có thể nhìn vào cái tài khoản ngân hàng của mình nếu như họ cần để điều tra và người ta có thể điều tra trong vòng 3 năm trở lại đây hoặc thậm chí là cao nhất là 6 năm trở lại đây à, một cái điều mà Ngọc muốn à, chia sẻ cho quý vị là Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa hiện giờ họ có hai cái nguồn phân tích khác nhau và hai cái nguồn ý kiến khác nhau thì à, họ nói rằng là bây giờ cái gói 1.750 tỷ này nó sẽ gây lạm phát và nếu như mà lạm phát cứ tiếp tục tăng như vậy thì có thể nước mỹ sẽ vơi vào cái tình trạng là hyperinflation là cái tình trạng là siêu lạm phát là một cái bình thường mới và người dân có thể là phải chấp nhận cái cuộc sống như vậy à, nhưng mà đâu có ai muốn như vậy đâu quý vị ha ngọc cũng không muốn như vậy ngọc Ngọc tin rằng quý vị cũng không muốn như vậy thì ngọc sẽ chia sẻ những cái thông tin này đến quý vị à, đối với cái việc mà bên sở thuế họ audit thuế đó thì cái điều này nó xảy ra hàng năm mỗi năm như vậy và khoảng à, 10 năm trước trở về những trong quá khứ á, thì họ audit nhiều. Nhưng mà gần đây, khoảng 9 năm trở lại đây đúng không quý vị thì họ audit hồ sơ thuế giảm đi thì nó sẽ làm cho bên IS à, thất thu một số tiền ha. À, thì bây giờ đó trong cái gói 1750 tỷ này họ chi ra 80 tỷ nhưng mà cái gói này chưa ký quý vị nha, chỉ mới thông qua bên hạ viện thôi. 80 tỷ này để tăng cái số lượng hồ sơ bị audit và có thể là sẽ thu về bên sở thuế nhiều tiền hơn họ bỏ ra 80 tỷ thì họ phải thu nhiều hơn rất là nhiều quý vị chứ không có dễ gì đâu bên quốc hội nói chung là họ đầu sản, ấy quý vị họ không có đơn giản đâu họ tính toán rất là nhiều rồi thì trong cái cuộc họp hôm bữa không phải cuộc họp nhưng mà trong cái buổi đó là cái buổi dường như là bên hạ viện hôm bữa đó là bữa thứ năm bên hạ viện là dự trù là cái ngày hôm đó là bỏ phiếu nhưng mà Kevin McCarthy ổng lên ổng phát biểu một cái bài speech tới 8 tiếng đồng hồ cho nên là hạ viện phải dời cái bỏ phiếu này qua tới thứ sáu và kết quả thì cũng đã thông qua rồi thì Kevin McCarthy là đến từ tiểu bang California nhưng mà ông đại diện cho đảng Cộng Hòa thì ông là lãnh đạo nói chung là House Majority Leader ông lãnh đạo bên à, uh, hạ viện thì ổng có nói 8 tiếng đồng hồ nhưng mà cái phần mà nói về thuế về về cái việc là 80 tỷ dành cho sở thuế đó thì 80 tỷ này sẽ giúp cho họ à, tuyển thêm 87.000 nhân viên mới và mỗi năm như vậy họ sẽ audit 1.2 triệu hồ sơ thuế và rất nhiều những gia đình có cái AGI dưới 75.000 mỗi năm sẽ bị ảnh hưởng đó, quý vị thấy không? Ông phân tích như thế này quý vị. Trên cái bài uh, Political thì nói như vậy. Bài Fox Business thì họ nói như thế này nè quý vị. Thì mỗi năm như vậy á, thì họ audit 1.2 triệu hồ sơ thuế đúng không, quý vị? Thì tương đương với lại dưới 1% tại vì mỗi năm như vậy ở Mỹ là có khoảng là 150 triệu hồ sơ thuế à, đóng thuế cho bên sở thuế và 1.2 triệu là khoảng dưới 1% thì ông nói á, những ai mà có cái AGI 75.000 trở xuống á thì chiếm tới 50% rồi, có nghĩa rằng là dưới cái mức income là 75.000 trở xuống thì có khoảng 600.000 hồ sơ sẽ bị audit. Ok. Còn cái AGI mà dưới 25.000 á thì sẽ chiếm khoảng 1/4, 1/4 của à, cái 1.2 triệu là khoảng 3 chục ngàn à ba trăm ngàn đó quý vị thì con số mà sáu trăm ngàn với ba trăm ngàn à, hồ sơ thuế nó nhiều không quý vị nhiều lắm à, và ngọc cũng hy vọng là quý vị sẽ không bị audit nhưng mà một cái điều chúng ta à, nhận thấy rằng ở mỹ thì chúng ta phải tuân theo luật mỹ đặc biệt là luật thuế quý vị nó ảnh hưởng rất là nhiều nếu như bên sở thuế người ta phát hiện ra và người ta quy tội mình à, nhiều khi mình cứ nghĩ đơn giản nhưng mà khi mà Đụng chuyện và té ra chuyện đó quý vị Nó phức tạp và nó làm cho mình đau đầu lắm Nó ảnh hưởng đến lý lịch của mình Và thậm chí cuộc sống của mình nữa à, Cho nên là Ngọc chia sẻ những thông tin như vậy thôi Còn những anh chị nào có ý kiến Thì quý vị cũng có thể để lại comment à, Tại vì cái ngành nghề Của người Việt của mình đó quý vị Thì Ngọc thấy rằng Nó có những cái thu nhập mà quý vị à, Có những cái nguồn thu nhập Là từ tiền tips nè Từ tiền cash nè rồi um, những cái ngành nghề uh, ví dụ như là ngày hôm qua ngọc nói bài báo họ nói rằng là irs người ta nói rằng là những cái ngành nghề mà có cash income và tips nhiều là nhà hàng nè salon nè salon thì trong đó có hair spa và tóc đúng không quý vị rồi uh, construction nè car wash nè đó, thì những cái ngành nghề đó thì người Việt mình làm cũng khá là nhiều Thì khi mà quý vị nhận những cái lá thư audit của hồ sơ thuế Thì người ta khuyên rằng là đừng có panic, đừng có lo sợ, đừng có panic No panicking quý vị ha Đừng có lo sợ, nếu như nhận thư của sở thuế thì đọc kỹ Mình đọc không hiểu thì mình nhờ bên CPA họ xem hồ sơ của mình và họ hướng dẫn cho mình Và điều cần làm là gì? Mình phải trả lời thư Trả lời thư theo cái yêu cầu của họ và nhớ rằng bên sở thuế họ sẽ không là liên lạc với mình qua email hoặc là qua tin nhắn quý vị nha đừng có bị lừa như vậy nhiều khi người ta giả danh irs người ta gửi vô người ta nói bắt mình gửi này gửi nọ kia đừng làm irs à bệnh xin lỗi irs người ta chỉ liên lạc với mình qua cái certified mail thôi đó. À, gửi tới địa chỉ nhà của mình thôi chứ đừng có liên lạc với sở thuế qua tin nhắn quý vị nha đó thì bây giờ đó có nhiều cái cách mà người ta audit hồ sơ thuế của mình. Cái cách thứ nhất á, thì trung bình mỗi hồ sơ như vậy có thể là phải đóng lại cho cơ sở thuế là 7 000 Đó là audit qua mail. Audit qua mail thì người ta gửi giấy tờ thông báo cho mình thôi rồi mình phải đáp ứng lại nhiều khi á, mình phải đóng thuế thêm. đó Và cái điều này là cái điều mà chúng ta có thể là đang tranh cãi rất là sôi nổi nè. Đó là office and field audits. Hai cái loại này á, đúng quý vị, cái, 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 cách thứ hai mà người ta khai audit thuế của mình á thì trung bình mỗi hồ sơ như vậy là có thể là phải đóng lại cho bên sở thuế là 65 mươi lăm đó một cái số tiền rất là lớn quý vị nha 65 mươi lăm rất là lớn thì ở đây người ta sẽ thực địa người ta sẽ đến cái nơi bạn sống quan sát mình đến nơi mình đi làm quan sát mình xem thử cái lối sống của mình như thế nào cái lifestyle của mình như thế nào mình ở nhà như thế nào xe cộ như thế nào đi ra khỏi nhà mấy giờ đi về mấy giờ rồi có thể là họ nhìn vào cái cách ăn mặc đi đứng rồi à mình nói chung là người ta sẽ coi thử là mình khai báo cái yên không nó có đúng hay không chẳng hạn nếu như mà yên không của mình có hai chục ngàn mỗi năm 50.000 ngàn mỗi năm mà mình đi chiếc xe xịn mình à, đeo nữ trang mình sang xịn rồi vân vân thì họ có thể nghi ngờ đúng không quý vị và cái điều ở đây á là người ta nói rằng người ta có thể nhìn lại cái hồ sơ thuế của mình trong vòng 3 năm và cao nhất là 6 năm và thậm chí nếu như người ta nghi ngờ thì người ta có thể là nhìn vào cái tài khoản ngân hàng của mình để mà người ta có thể giải đáp những cái thắc mắc của họ và một khi họ đã có những cái bằng chứng rõ ràng rồi thì họ sẽ liên lạc với mình mà quý vị ơi khi mà sở thuế người ta đã ngắm mình rồi đó thì người ta ngắm lâu lắm rồi người ta mới liên lạc với mình tại vì họ có thể nhìn lại hồ sơ thuế trong vòng 3 năm mà đâu có cần gì lật đật đúng không quý vị cho nên những cái thông tin này ngọc nghĩ rằng là khá là quan trọng đó, thì Ngọc cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã bỏ ra cái thời gian để xem video của Ngọc. Và có một cái loại thứ ba nữa là người ta sẽ gửi cho mình một cái giấy báo là CP2000. Notice, CP2000 á, thì người ta gửi ra mỗi năm rất là nhiều. Mỗi năm như vậy á, là người ta gửi ra à, khoảng 4 triệu cái giấy báo CP2000. Thì cái giấy báo này có nghĩa rằng là mình... À, under reporting, under reporting là mình khai nó thấp hơn so với cái income mình à, ghi cái income nó ghi trong W2 1099 vân vân á thì nhiều khi á, là mình nhập lộn số hay như thế nào đó thì mình sẽ đọc cái thông báo và mình nhờ CP họ coi rồi mình Respond với lại bên sở thuế Mình phản hồi, mình trả lời thư Thì cái khác nọ thì cùng lắm là Người ta sẽ thu lại cái tiền thuế Mà quý vị cần phải đóng và phạt thêm Một số tiền gì đó Tùy cái hồ sơ thuế của mình quý vị nha à, Thì uh, Ngọc xin uh, dừng lại cái video này ở đây Và chúc quý vị có một ngày uh, Vui vẻ và có một uh, Mùa lễ Thanksgiving vui vẻ Bên gia đình của mình quý vị nha uh, Năm nay quý vị nấu món gì Năm nay À, ngọc hồi Thanksgiving nhưng mà ngọc không có nấu turkey tại vì nhà ngọc không thích turkey à, ngọc sẽ làm cái món ham rồi làm cái món London broil London broil <laughs> à, nói chung là cũng không có gì cầu kỳ thưa quý vị ngọc xin chúc quý vị có một ngày vui vẻ nha bye bye nào